Xin chào tất cả các bạn, mình là Trí, đến từ lớp Anh văn chuyên ngành của Hàn Nguyên cho bạn Minh Thái và bạn Nghi lớp trưởng. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chứng Thiaki, hay còn được xem là một dạng sinh lý của bệnh dậy thì sớm. Trước khi đi vào nội dung chính, mình sẽ nhắc lại. Ban đầu, sự phát triển của vú xảy ra ở giai đoạn bào thai của cả nam và nữ, nhưng khi đến tuổi dậy thì, đó cũng là giai đoạn mà vú cả nam và nữ phát triển theo hai hướng khác nhau do sự khác biệt về nồng độ hormone. Giai đoạn này còn được gọi là Thiaki. Nguyên nhân của sự bất thường này vẫn là câu hỏi trọng tâm của một số các dự án nghiên cứu, nhưng thường thì sự đa dạng chủng tộc, đa dạng di truyền, thể dục và cân nặng có được tạm chấp nhận là nguyên nhân. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cơ bản về các dạng khác nhau của chứng Thiaki. Thiaki biến thể hay Thiaki variant còn được gọi là Thiaki phóng đại, exaggerated Thiaki, là một tình trạng trung gian của Thiaki sớm, premature Thiaki và dậy thì sớm, precocious puberty. Đối với một số bé gái, Thiaki sẽ ra kéo theo đó là chứng thoái hóa sự phát triển vú vài tháng hoặc vài năm sau. Vú sẽ bắt đầu phát triển bình thường kèm theo những thay đổi bình thường của tuổi dậy thì. Điều này còn được gọi là Thiaki thoáng qua hay transient Thiaki. Tiếp theo, Thiaki sớm hay premature Thiaki đặc trưng bởi sự phát triển riêng biệt của vú trẻ sơ sinh nữ dưới 8 tuổi và tỷ lệ cao nhất là 2 năm đầu đời, từ 2,2 tới 4,7%. Thiaki sớm là một dạng dậy thì sớm không hoàn toàn, incomplete precocious puberty. Triệu chứng của dạng này là vì đại vú thường là cả hai bên, một bên vẫn có nhưng rất ít. Vậy nếu Thiaki xảy ra trên cơ thể nam giới thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu. Chỉ một số nam giới bị nữ hóa tiên vú hay senecosmastia. Triệu chứng của chứng này là sự phì đại bất thường của một hoặc cả hai bên vú của nam giới. Tất nhiên, đây là một triệu chứng rất dễ dàng gây sự chú ý, nên khi mắc bệnh, người bệnh thường sẽ bị tự ti về bản thân. Mặc dù tác động trực tiếp đến vú của người mắc phải, nhưng đây là một dạng rối loạn lành tính. Theo số liệu của Hoa Kỳ thống kê thì chứng bệnh này xảy ra ở 35% nam giới, phổ biến nhất ở độ tuổi 50 tới 69. Ở độ tuổi này có đến 70% nam thanh niên bị nữ hóa tiên vú vẫn là điều bình thường. Trong số những nam thanh niên mắc bệnh, có đến 75% tự khỏi trong vòng 2 năm kể từ khi khởi phát mà không cần điều trị. Nguyên nhân là do sự mất cân bằng của hai loại hormone, cụ thể là tăng nồng độ estrogen và giảm nồng độ androgen, dẫn đến rối loạn sự phát triển của mô vú, hoặc bất kỳ tình trạng nào dẫn đến tăng tỷ lệ estrogen và androgen như bệnh gan, liver disease, suy thận, kidney failure, bệnh tuyến giáp, vân vân. Rượu và một số loại thuốc cũng có thể làm nổi ngực, bao gồm methadone, thuốc đối kháng aldosterone, thuốc điều trị HIV, thuốc kháng sinh như metronidazole. Các nguyên nhân khác có thể bao gồm hội chứng Klinefelter, rối loạn chức năng chuyển hóa hoặc suy giảm tự nhiên sản xuất testosterone. Và đó là phần trình bày của mình. Cảm ơn các bạn đã cố gắng xem hết đoạn video của mình. Hẹn các bạn trong video kế tiếp nhé.